Đây, đây là cô gái đã cứu tôi ngày hôm nay. Đỡ bà bầu bị té xuống. Đây là chuyện đẹp với nhau. Đúng rồi. Đây, đây là bụng bầu của em. Nó sẽ khiến cuộc sống của tôi với cô đảo lộn một chút. Tôi nghĩ chúng ta nên suy nghĩ kỹ. Muốn về nhà đi. Không về đâu. Bà có xỉu cá đó. Bà xỉu á. Tiếng nó thì ngon đó. Thành chở nghe cà ráng đi. Tiếng được anh chị anh Giang này ráng thử nha. Tiếng có bài thôi. Ráng thử nha. Vừa thôi. Để tắt cái con này á. Về em đi rồi. Hồi nãy cũng có ăn tiếp. Em đi rồi nhá. Ok. Ủa thôi, nãy lên thôi. Không, em có về đâu. Chạy nãy lên luôn á. Thật sự là tôi không nhớ gì hết. Tôi đang chơi, tôi đang đánh pizza, tôi ngã xuống, tôi ngã xuống sofa tôi ngủ. Tôi còn không nhớ được mặt cô. Thì làm sao mà làm vô. Thế là làm sao mà em không muốn nói tiếp nữa. Tại vì đạo nói tiếp nữa thì kì. Em sẽ đáp vô nha. Nè, thật sự tôi chỉ nhớ là tôi bữa đó tôi đang đánh pizza, tôi ngã xuống sofa tôi ngủ. Đến bây giờ tôi còn không nhớ được cái mặt của cô nữa. Sao? Tôi cũng chưa, đến bây giờ tôi gì? Không nhớ là tôi còn không nhớ đã từng gặp cô. Đến bây giờ tôi còn không nhớ là đã từng gặp cô nữa. Sao? Anh không nhớ cô không sao. Anh không nhớ cô không sao hết á. Anh không nhớ cô không sao hết á. Lần nào anh tới cũng chỉ đánh pizza, uống mấy chai rồi về thôi. Có để gì tới em đâu. Nhưng mà làm sao? Đó, kiểu vậy đó. Tối đó anh xỉn quá nên em đưa anh về. Xấu hổ không kể nó đâu, xấu hổ quá. Mình sẽ che mặt em vậy. Để lại cho nó. Dạ. Một con nữa cũng dễ thương. Dư không nói lên lời luôn. Tức là thì ra đây là người xử mình chứ không phải mình xử nó. Em biết là không có thích em. Nhưng mà em đã có cơ với anh rồi mà. Hiểu không? Nhưng mà kiểu nhiều, ví dụ mà em thấy anh là chưa có nói gì hết. Tại anh đang cố suy nghĩ rất là nhiều. Nhớ không? Okay, hiểu không? Nó mới tự nhiên. Okay. Lại nè. Làm sao mới phải có chữ sao nha, rõ ràng. Ok. Nhưng mà làm sao? À, thì không nói anh say quá, cho nên là em đưa anh về. Em không kể nữa đâu. Kể bận nhưng mà cái đầu cái tay của mình nó phải hơi. Ai phải làm sao để anh cảm thấy anh ngại luôn á. Dễ em đi. Dễ. Yeah. Thì em dễ. Làm đổi mà ai người đi. Lại nha, để lại nha. Ok. Hơi mắc cỡ quá, đừng nói. Em cũng biết á là anh không có thích em. Nhưng mà không có hợp với anh rồi. Không có hợp với anh rồi. Không, em đang bất tỉnh. Nè, em có con anh rồi.
đón xem siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc Penthouse Cuộc Chiến Thượng Lưu, độc quyền trên Vion.